Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Có lẽ vì quá mệt mỏi sau chuỗi lịch trình dày đặc nên Hoa hậu Khánh Vân và một người đẹp khác đã ngủ ngon lành ở hậu trường. Sau khi khép lại cuộc thi, Hoa hậu Khánh Vân cùng hai Á hậu là Kim Duyên, Thúy Vân từ Nha Trang trở về thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu các hoạt động trong vai trò mới. Ngoài làm từ thiện, chụp hình thì Khánh Vân và hai nàng Á hậu còn phải giao lưu với báo chí, người hâm mộ. Hoa hậu Khánh Vân luôn xuất hiện với ngoại hình rạng rỡ nhất sau khi đăng quang. Trong khi Á hậu Kim Duyên phải nhập viện vì cơ thể mệt mỏi, kiệt sức sau thời gian dài làm việc liên tục thì Khánh Vân vẫn đang làm rất tốt vai trò của mình. Bị chê câu trả lời ứng xử nhạt nhưng tân Hoa hậu Hoàn Vũ dần xoa dịu dư luận bằng những hành động đẹp sau đăng quang như thân thiết với chú bảo vệ, giao lưu thân thiện với fan. Á hậu Kim Duyên nhập viện nên thường chỉ thấy Khánh Vân và Thúy Vân xuất hiện tại sự kiện. Sau khi đăng quang, gặp lại chú bảo vệ từng quen biết Khánh Vân không hề phớt lờ mà nói chuyện, chụp ảnh thân thiết. Mới đây, fan chuyển tay nhau hình ảnh Hoa hậu Khánh Vân ngủ ở hậu trường. Hình ảnh này được cho là chụp lại trước khi chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam diễn ra. Khoảnh khắc ngủ ngon lành của nàng hậu bên một người đẹp khác khiến fan thích thú. Cũng qua ảnh này, có thể thấy được sự nỗ lực, cố gắng mà Khánh Vân đã bỏ ra trên hành trình chạm tới vương miện danh giá. Hình ảnh Hoa hậu Khánh Vân ngủ ngon lành ở hậu trường được fan cờ lấp của cô đăng tải. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.